cover to a op. I'm rolling clean, up a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ay, got 20 G's for the keys to the. What do you do when capping to your lover to a op? Ay. Chào cả nhà, hôm nay mình quay lại vườn trà là ở thành phố Sa Đéc nha cả nhà. Hôm nay là cuối tháng giêng mình, cuối tháng đầu tháng 2 âm lịch nha cả nhà. Vườn trà là ở thành phố Sa Đéc bắt đầu mở cửa. Mình đến đây quay lại những cái khoảnh khắc trái nó còn non là cho cả nhà xem nha. Cái vườn này thì khoảng 2 tuần nữa là trái sẽ chín lên, là rất đẹp nha cả nhà. Đây là những trái trà là còn non nha cả nhà. Rồi, mời các bạn cùng mình tham quan vườn trà là nha. Đây phía xa xa có các bạn đang tham quan vườn trà là nha. Rồi, mang cùng mình đi nha, vòng của vườn trà là nha. Thật sự ra thì vườn trà là năm nay thì bông cũng nhiều đó cả nhà ơi, nhưng mà thời điểm này thì chưa được đẹp lắm. Nếu cả nhà có đi tham quan thì mình tranh thủ khoảng 2 tuần nữa nha cả nhà nha. 2 tuần nữa thì mình đến đây thì trà là nó bắt đầu chín thì mình nhìn nó rất là đẹp, giống hồi năm ngoái nha cả nhà. Bạn cùng đi cùng mình tham quan một vòng nha.
thành phố Sa Đéc lần qua đã mở cửa nha cả nhà. Ở cái vườn trà là thì năm ngoái các bạn đã biết rồi đó, cái vườn trà là này là vườn trà là được mệnh danh là vườn trà là đẹp nhất Việt Nam nha. Đã lên sóng TVT1 như đài truyền hình Đồng Tháp nha cả nhà. Cả nhà xem nha, đã mở cửa nha cả nhà, xin thông báo với cả nhà là đã mở cửa nha. Cả nhà tranh thủ khoảng 2 tuần nữa là trà là nó chín là rất đẹp nha cả nhà. Cả nhà có đặt tour tham quan thì nhớ ghé thăm thành phố Sa Đéc vào 2 tuần nữa nha. Đây các bạn dòm nha, nhìn xem đó, rất là đẹp cả nhà ơi. Nhưng mà đẹp theo hôm nay thôi cả nhà ơi. Thì nếu mà để mà nó đẹp nhất mà nó duyên dáng con gái nhất đó là khoảng 2 tuần nữa nha cả nhà. Đó, những chiếc trà là còn xanh nè cả nhà. Nếu cả nhà nhìn cho rõ đi nha. Đây, trà là còn xanh nó gì nè. Sau này nó sẽ chín lên, nó sẽ thành cái màu vàng nha cả nhà. Màu vàng rất đẹp, nổi bật cả một cái khu vườn này luôn. Thì các bạn nhìn đỡ nó như vậy đi. Khoảng vài tuần nữa các bạn tranh thủ nha. Mời các bạn đến thăm quê hương Đồng Tháp, ghé vườn trà là nha cả nhà. Vườn trà là nó hôm nay thì mình mới vừa mở cửa phạt được 2 ngày cả nhà. Thì nói chung là trái thì mình nhìn hiện tại giờ nó cũng đẹp đó, nhưng mà khoảng 2 tuần nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là chín lại giống như hồi năm ngoái nha cả nhà. Rất là đẹp, trái theo tôi thấy năm nay thì nó sẽ tương đương với nhiều hơn năm rồi nha cả nhà. Đó, có những đoàn học sinh ở Đồng Tháp mình đã biết tin là đã vô bắt đầu săn ảnh với check in sống ảo rồi nha cả nhà. Cả nhà tranh thủ khoảng 2 tuần nữa hoặc là 1 tuần sau cả nhà là đặt vé đi tham quan về Đồng Tháp là vừa nha cả nhà. Ơi cả nhà ơi, bắt được không? Ông chủ vườn rồi cả nhà ơi. Mình mở cửa hồi nào với ông chủ? Mở cửa rồi hôm thứ 6 ngày 12 tháng 3. Rồi ông chủ thấy bao bữa nay thấy khách đó làm sao rồi ông chủ? Thì hôm thứ 6 hôm qua thì chưa, nói chung khách chưa biết nhiều. Hôm nay là bắt đầu đã có khách rồi đó, nguyên khách học sinh có các đoàn đi tới đồ cũng có. Rồi anh thấy năm nay nói chung là mình mở cửa giờ này thì cũng thấy hợp lý rồi đó. Nhưng khoảng chừng 2 tuần nữa là trời là nó chín lên là các em nó nghỉ học á. Lễ 30/4 là vừa ha. Đúng rồi. Rồi. Để mình đón khách trước mà. Rồi mong cái nhà năm nay cũng ủng hộ đi Sa Đéc, nhớ ghé vườn trà là của ông chủ nha. Rồi, cảm ơn chào tất cả các bạn. Chúc ông chủ năm nay được nhiều thắng lợi nha ông chủ. Rồi cái nhà ơi, đây là cái từ ngoài mình bước vô nha. Trà là mình năm nay thì nó cũng đó. Cũng rất là đẹp nha cả nhà. Mà nó đẹp theo cái kiểu trái còn non nha. Hy vọng là khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa là cả nhà đến tham quan thành phố Sa Đéc thì sẽ thưởng thức được một cái vườn trà là rực nắng nha cả nhà. Đây vườn trà là mình vườn trà là đẹp nhất Việt Nam đã mở cửa trở lại nha cả nhà. Mong cả nhà quan tâm đến vườn trà là nha. Nếu có tham quan Đồng Tháp ha, sông đồng bằng sông Cửu Long nhớ tặc ngang Sa Đéc ghé lần qua tham quan cái vườn trà là nha cả nhà. Đây cái nhà xung quanh có các đoàn học sinh ở thành phố Sa Đéc đường ghé tham quan vườn trà là nha. Đây mấy em đương hình như là thấy thì những mấy em đương tập làm phim nha cả nhà. Tự nhiên lên các nhỏ, các bạn ơi, cứ tự nhiên lên không sao hết trơn á. Trường nào vậy? Trường Sa Đéc, trung học Sa Đéc hả?
Dạ. Bây giờ nha, Di Anh nó nói cái lời bây giờ chúng ta đi sống ảo thôi thì vô liền nha. Ở đây. Mày đi ngã đi quay từ cái cây này ra. Cái lộn nữa quay nè. Có mấy anh đóng phim có cần già làng vô đóng không, vô đóng giùm cho. Nghe giờ sao? Cái rồi. Rồi cả nhà ơi nhớ thôi mình cũng tới đây mình cũng tạm ngưng nha, tạm ngưng cái video ở đây nha cả nhà. Cả nhà tranh thủ thời gian nha, đặt lịch lên lịch đàng hoàng nha cả nhà, khoảng 2 tuần sau là thường là mình đã được nắng nha cả nhà. Rồi mời cả nhà tranh thủ đến tham quan nha. Vườn trà là đẹp nhất Việt Nam đã mở cửa nha cả nhà. Nơi đây có diện tích khoảng 400 mét vuông với hơn 100 cây trà là và có tuổi thọ 10 năm tuổi. Mỗi năm cây trà là chỉ có một đợt trái mà kéo dài khoảng 2 tháng. Chính vì vậy nếu muốn mang về những bức ảnh sống ảo lung linh thì bạn hãy tranh thủ đến đây vào mùa trà là chính nhé. Giờ thì tôi đi sống ảo thôi. Rồi cả nhà đó là một đoàn làm phim chuẩn bị lên sóng nha cả nhà. Đây các em đang tập làm phim giới thiệu về vườn trà là. Rồi chào cả nhà nha. Mình xin một nút đăng ký, một chia sẻ, một like nha. Nhớ đăng ký giùm mình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi chào cả nhà, mình cũng chấm dứt cũng kết thúc video giới thiệu về vườn trà là của làng Hoa Tây nha cả nhà. Nếu cả nhà quan tâm ủng hộ xin mình xin một nút đăng ký, một chia sẻ, một like nha. Nhớ đăng ký giùm mình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Giới thiệu cả nhà, ở tại địa điểm này có một anh chụp hình nha. Các bạn có muốn ở đây là những bức ảnh là kỷ niệm thì các bạn có một người phục vụ luôn nha. Đây bức ảnh như vậy là có 50.000 thôi nha cả nhà. Rất đẹp cả nhà, đây ảnh vừa lên hình luôn đây.